Sắp tiền đô la. Bụi này mọi người lâu rồi. Hôm nay thì mình tới đây thì không biết tại nơi đây có ai không, có oan ức gì không, hay là đây một cái dấu gì đó, hay là làm như thế nào mình có làm được, mình sẽ làm để mình mãn nguyện. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt mọi người. Thì nơi mình đang đứng là một khu biệt thự bỏ hoang, nó là chưa có được ở luôn á mọi người, đang xây được lỡ dở, xây chưa có tô xong luôn mọi người, vẫn còn cái phần mà gạch luôn, mà không biết như thế nào mà tạm ngưng hoạt động xây dựng nữa, mà bỏ ngang luôn mọi người. Thì nơi đây là một khu rất là nhiều căn biệt thự, cũng có rất là nhiều bạn tới đây để mà chia sẻ những căn biệt thự quan, và cũng rất là nhiều người nói là vấn đề về tâm linh trong những căn biệt thự này mọi người. Thì hôm nay thì Quý đi muốn vào bên trong để ghi hình cho mọi người xem, và mình xem thử có tâm linh giống như mà tất cả mọi người mà mấy bạn đã tới đây và chia sẻ, và coi thử như thế nào nha mọi người, phải là có thật hay không hay là không, mình sẽ tùy lùng. Ok, không biết thì không có lối vào luôn, cây cỏ thì mọc um tùm luôn rồi. Bây giờ mình sẽ tìm đường để mà vào bên trong, coi thử bên trong nó có những gì, có tâm linh không, giống như là những lời đồn không nha mọi người. Thì rất là nhiều cây cỏ luôn này. Một, hai, ba, bốn, năm, rất là nhiều luôn. Phía trên kia càng nhiều nữa nha. Phía trên kia là những căn biệt thự đã người ta tô ở đây, tô sơn rồi, sơn nước hết rồi. Còn bên này thì hầu như là chưa. Còn phía xa xa kia em thấy là có một hai căn là người ta đã làm cái kiểu sắp hoàn thành rồi mà vẫn bỏ ngang luôn. Không biết là như thế nào. Sẽ vào bên trong để mà ghi hình xem thử có cái gì gọi là tâm linh không nha mọi người. Rất là nhiều cây cỏ luôn. Nơi đây cũng được rất là nhiều bạn tới để mà chia sẻ khung cảnh nơi đây, và đặt rất là nhiều vấn đề tâm linh vào trong những căn biệt thự này. Hôm nay Quý sẽ đi tới nơi và ghi hình cũng như là trải nghiệm như thế nào. Có tâm linh giống như là các bạn nói không? Cây cỏ mọc um tùm luôn, không có đường lối vào luôn. Bây giờ là mới sáng sớm thôi mọi người. Sáng sớm thì vui đó. Chạy tới. Căn biệt thự khá là lớn luôn. Rất là u ám luôn mọi người. Rất là u ám luôn. Khi mà nhìn vào từ bên dưới nhìn lên rất u ám luôn. Hoang tàn mọi người, bị rong rêu đóng luôn. Khi mà vào tưởng đâu là một ngôi mộ nè, có phải là mộ hay là không, nhưng mà thấy những lá thông á mọi người, nó rụng tạo thành một đống rất là to luôn. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên căn biệt thự này trước, sau đó mình sẽ phần này mình sẽ đi sau. Khá là lạnh luôn, bây giờ là sáng sớm, nắng thì cũng chưa có bao nhiêu, cho nên vẫn còn rất là lạnh. Thành phố Đà Lạt là thành phố sương mù mà. Việc mà lạnh thì chuyện bình thường rồi.
sau khi mà em tới đến một ghi hình cho mọi người á, thì em có hỏi thăm là những căn biệt thự này được xây dựng khá là lâu rồi mà không biết như thế nào mà tạm ngưng luôn. Ở khúc dưới kia thì có những căn người ta hầu như là tô cái phần thô bên ngoài sơn nước luôn rồi mọi người, nhưng mà mấy những căn trên này thì ở bên trong, càng bên trong thì càng rất là nhiều căn luôn kìa. Bây giờ mình sẽ vào bên đó, chưa gì hết mình thấy ấn tượng nha. Mình đang thấy một bó nhang đang đặt ở phần cửa sổ, mình cũng khá là ớn ha. Có phần nhang đang ok, mình sẽ tìm lối vào, mình đi bằng cửa chính luôn. Mình hay là mình nhảy thẳng vô luôn bằng cửa sổ luôn nha mọi người. Nhà bỏ đây ta, hình như có một hố đào mộ hay là hố gì ta phía trước. Ok, bây giờ mình sẽ đi thẳng vào, nhảy thẳng vào luôn, mình đi qua bằng cánh cửa sổ luôn. Không gian khá là yên tĩnh luôn. Hình như là có người vào bên này ở hay là sao á các bạn. Mình có thấy là một bó nhang nè, cũng có người là thắp nhang đốt thuốc. Tại sao lại đốt thuốc ta? Thường thường tới những căn nhà quan á, nếu mà những người mà vô gia cư á mọi người, thì người ta tới để mà thắp nhang để mà xin ở lại, chứ không có chuyện mà đốt thuốc đâu. Có lẽ nào đốt thuốc chỉ dành cho những nơi mà có người mất á, là những người thân tới cũng như là để mà hút đốt thuốc cho người đã khuất á mọi người. Hay là nơi đây có phải chăng có án mạng gì ta? Này là có một phần nhóm lửa nè. Này mọi người, em nghĩ cũng lâu rồi nè, lạnh teo, lạnh luôn. Căn biệt thự khá là lớn luôn mà không biết như thế nào. Ở bên trong thì người ta cũng có tô những bức tường này, nhưng mà vẫn đang tô lỡ dở. Ồ, vẽ rất là nhiều trên vách luôn. Ồ, cái này hình như là cái hố ga mọi người. Hố ga mà nãy em thấy em nhìn tưởng đâu là cái gì, ớn quá. Em bật đèn lên cho nó sáng ha. Một hố ga. Đây là phần bên dưới, cũng như là dưới sảnh khi mà bước vào. Bây giờ em sẽ tiến hành đi vòng từng khu để mà ghi hình cho mọi người xem ha. Ồ, như ớn vậy. Có tiền vàng mã này. Hả? Bên kia có ly hương nữa kìa. Ai vào bên này là nó có câu chuyện gì trong này ta? Không hiểu như thế nào mà có vàng mã nè mọi người ơi. Ồ, bây giờ cảm giác rất là lạnh người nha. Gió rất là nhiều lọt vào những ô cửa nè, làm cho cảm giác
mình khá là lạnh. Có người ở không ta? Xin chào, có ai trong này không? Không nghe hồi âm. Ồ, đây phát mình phát hiện ra một bát hương và ba ly rượu, ba ly nước. Có ai ở trong này ta? Hay là những người nào đã vào bên này vô gia cư xin ở, mà tại sao lại đốt vàng mã? Có vàng mã mọi người ơi, mình thấy có là vàng mã nè, thậm chí có những cái đĩa nhựa để mà bỏ bánh hay là trái cây. Đây này, có vàng mã luôn nè, sắp tiền đô la. Bụi này mọi người, lâu nè. Này là không biết ai thì những bạn đã chia sẻ tại là những căn biệt thự tại Hồ Tuyền Lâm thì rất là nhiều vấn đề về tâm linh tại nơi đây, thì cũng giống như là lời nói cũng như là những lời chia sẻ của người dân thì nơi đây cũng rất là u ám á mọi người ha. Không biết là tại sao ở đây lại có vàng mã để đây nè. Cảm giác cũng khá là căng thẳng đó mọi người. Bước vào bên trong thì thấy đốt nhang rất là nhiều nè, cấm thuốc và vàng mã nè, như bát hương rất là nhiều nữa. Bây giờ thì Quý sẽ tiếp tục cùng mọi người mình đi vào những cái căn, những cái phòng nha, và đi lên bên trên sân luôn, sân thượng luôn. Ok, thuốc rất là nhiều. Đây là căn phòng đầu tiên. Ủa, có một căn phòng rất là u ám này, rất là tối luôn. Phòng này thì chả có thấy vấn đề gì về tâm linh. Bây giờ Quý sẽ di chuyển tiếp những phòng còn lại. Hình như đây là xây nhà vệ sinh nè, nhà tắm nè mọi người. Này thì hướng nhìn xuống Hồ Tuyền Lâm và đường đường người ta, con đường xung quanh Hồ Tuyền Lâm á, cho nên là có những cô chú, có mọi người có nghe tiếng xe không? Bên trong này tại sao mà nó đóng rong rêu ta? Khá là ngộ ha. Bên trong nhà đây mà nước đâu có nước đâu mà nền dưới nền nhà nó đóng rêu rong ta. Ồ, có nước này, hình như là nước mưa nó tạt vào đây. Ồ, nước đọng rất là nhiều. Ok, bây giờ là em sẽ lên trên này, lên tầng đầu tiên. Mọi người thấy cái mặt nước đang động đậy không? Em quay lại nhìn tưởng đâu là cái gì mọi người? Ủa, sao trên này có mặt hồ nước ta? Này là
một cái lan can, cái kiểu xe để ngồi mà ngắm xuống bên dưới đó, này nó đọng nước rồi. Ồ, kia nó có một đồi cát nhỏ. Tại sao nơi đây lại có đồi cát nhỏ ta? Là ai chôn cái gì bên dưới? Nơi đây hình như là có người lên đây chơi này. Và viết tên lại đã có mặt tại đây. Phần bên này nhìn xuống thì đối diện những căn hộ kia cũng khá là âm u nè. Này là bên trên nhìn xuống khá là âm u luôn. Cái mô hình các bạn có thấy không? Tựa tựa giống như là căn những cái căn biệt thự mà trên đèo Bren rất là nổi tiếng về câu những câu chuyện tâm linh đó mọi người. Người ta cho rằng là căn biệt thự ma, cái kiểu mô hình nó sẽ tựa tựa giống. Hồi nãy em có quay cái phần bên ngoài cho mọi người xem á. Cái kiểu là nó có những cái vòng tròn bên trên mà nhìn xuống. Đây. Ồ, có một bạn nào vẽ một cái mặt người nè. Ghê quá. Này là chắc những bạn vào này chơi rồi xong để lại những ký hiệu khi mình đi qua đây. Ồ, đây là cái gì vậy ta? Một hình khá là lạ này. Một khuôn mặt nhưng mà rất là dài. Hai mắt nè, mũi nè, miệng nè. Phần mái thì rong rêu mọc rất là nhiều. Ok, thì mình sẽ di chuyển những căn phòng khác. Nó coi thì nó có cái gì ấn tượng không? Ồ, kỳ vậy ta. Tự nhiên tới này là da nổi cả óc luôn nè. Ôi, tới đây thì mình có cảm giác rất là khác thường á. Ừ. Ôi, cái bao xi măng cuối tưởng đâu là có cái gói ai nằm. Bao xi măng mà mình tưởng đâu là cái gói nằm. Căn biệt thự thì mỗi phòng không gian khá rộng luôn. Không biết tại sao người ta lại tạm ngưng mà xây dựng, lại bỏ qua như thế này. Xung quanh thì rất là nhiều thông cũng như là một cái đồi thông á. Nhìn ra rất là nhiều cây thông luôn. Kia là như có đường đi để xe chạy hay là như thế nào em thấy là có hai bên giống như là bánh xe tải để mà di chuyển lên bên trên đó. Mới sáng sớm thì không khí tại hồ Tuyền Lâm rất lạnh. Khá là lạnh luôn mà đi vào trong những tìm hiểu những căn nhà bỏ hoang như thế này. Và có rất là nhiều tin đồn về tâm linh tại những căn này thì cảm giác khá là phê đó các bạn. Dùng quýt xin lên. Trần tiếp theo. Như là cái này là cái mái luôn rồi. Cái phần cuối của ngôi biệt thự này luôn. Ok, mọi người cùng em lên ha. Coi thử bên trên có những gì. Mọi người có lúc đầu cái phòng đầu tiên mà mình vào á,
thì không biết là vàng mã ở đâu ra. Tiền vàng mã rồi á mọi người. Khúc mới đầu em vào cái căn phòng đầu tiên á, phải chăng là có những thành phần vào bên này mà cầu cơ sinh số hay là làm cái vấn gì đó về tâm linh. Bây giờ mình sẽ xuống phòng tiếp theo. Ồ, trên này là khá u ám luôn á. Ôi, mọi người có thấy cái gì trắng trắng kia không? Em tưởng đâu là anh nè. Ôi, mới đầu vào thì giật cả mình đó. Hình như là cái bọc nhựa. Bọc nhựa. Lên trên này rất là u ám nè. Trên này thì rất là kín, không có gió vào. Mọi người thấy không? Một cái mô hình đó, kiểu xây đó, có đường nhìn ra luôn thế. Ghê quá. Cũng giống như là cái căn biệt thự trên đèo Bờ Ren. Có thấy có một cái chung, một cái ly nè. Này là nhìn xuống bên dưới nè. Những vách tường thì vẫn có những người ta lên này người ta ghi á. Có hộp sữa nữa kìa. Ai đem sữa lên này uống nữa ta. Ồ, tới này thì cảm giác chơi gà nó dựng hết ta. Cái này là phần cuối, phần trên cùng của căn biệt thự. Mà cũng chẳng có thấy gì về vấn đề bên tâm linh. Thì chỉ có nè. Cái căn cái sảnh đó mà lúc mà mới bước vào quá là quý khá là ấn tượng. Bây giờ thì mọi người cùng em cùng quay lại xuống phần dưới đây nó để mình quan sát kỹ thử nó có thêm những gì không. Thì lúc mà tới này tại là hồ Tuyền Lâm này mọi người, xung quanh thì cũng rất là ít nhà, toàn là khách du lịch tới. Đôi khi là nãy em có cũng hỏi thăm nhiều người, vài người á, mà người ta cũng không có biết, bởi vì là người ta có một khách du lịch từ nơi xa tới. Còn nơi đây thì em hỏi thăm những cũng giống như là đi dọc đường những mấy chú mà làm trong những khu du lịch tại Hồ Tuyền Lâm á, thì mấy chú cứ lắc đầu cười nhưng mà mọi người không biết là như thế nào. Đây đây, đây là căn phòng bên dưới nè. Đó, em sẽ đây. Wow, xuống bên này thì cửa rất là nhiều nè. Gió nó lồng vào rất là lạnh người luôn á. Cứ da gà da ốc nó cứ nổi vậy ta. Không biết là như thế nào nè mọi người. Tiền vàng bạc ai bỏ đây? Mình có nên đốt không ta? Mà em cũng chẳng có quẹt nữa, không có bật lửa nữa. Này là có thuốc. Bỏ là bỏ 3 điếu ta. Ghê vậy. Đúng 3 điếu luôn nè. Chỉ có cái trường hợp mà cúng kính cho người nơi mà những người đã mất á, thì người ta cắm nhang 3 cây hay là thuốc 3 điếu. Hay chăng nơi đây có tâm linh gì không ta? Thì mình cũng ít có ngại về những nơi này, bởi vì mình thấy còn cũng không ước. Đó đó đó. Mình phải chăng mình nói cái gì đã sai?
cái thiếu sai sót đó. Mới vừa rồi thì vàng bạc nó có di chuyển luôn á. Vừa nói mình có ý định là mình nói kiểu là mình không có quan niệm cho mấy đó. Có khi nào ôi, có ai trong đây không? Không biết nơi này thì nó có cái sự tích gì không. Mà quý thấy bây giờ cảm giác hơi là căng căng rồi đó mọi người ơi. Khá là bất ổn rồi đó. Hồi nãy thường thường tới những nơi mà bỏ qua như vậy, người ta thường là xin phép khi mình bước vào á. Này quý thì cũng quên cái chuyện đó. Hôm nay thì mình tới đây được như là ghi hình và chia sẻ những căn biệt thự. Thì không biết tại nơi đây có ai không, mà có vấn đề gì, hay là có cái chuyện nếu mà ai đã mất có oan ức gì không, hay là hay một cái dấu hiệu gì đó, hay là làm như thế nào mình có làm được, mình sẽ làm để mà mãn nguyện. Rất là yên tĩnh luôn nè. Em sẽ quay cho mọi người xem. Bây giờ tự nhiên da gà da ốc nó nổi hết. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường mọi người. Tới những nơi mà vắng vẻ như thế này á, thì đối với em á, cái chuyện mà cái phản ứng của mình á, mình tin vào cái con người mình như thế nào mình sẽ biết. Mười có nghe tiếng gì không? Mình đặt lại chỗ cũ. Bây giờ trời tự nhiên sắp tối nè. Bỗng dưng là trời sắp tối luôn nè. Rất là tối luôn mọi người. Thì mọi người ha, quan sát kỹ camera giùm em nha. Đôi khi là camera sẽ bắt được những cái việc mà người thường không có nhìn được. Thì mọi người xem ha, xem camera thử có gì bên trong không nè. Ồ, bây giờ cảm giác hơi bị căng rồi đó. Ồ. Mình thì cũng không có mạo phạm, không có chọc ghẹo gì cả mọi người. Quan điểm của mình là vậy, thì mình cũng không có quan trọng mấy. Tới thì để ghi hình thôi, chứ không có chọc ghẹo quá, cho nên là mình rất là ok. Cái phần này á, cô chú có xem không? Vào cái căn nhà này á, ấn tượng nhất là cái nơi cái chồng bên dưới này nè. Không biết là nơi đây là như thế nào mà có nhang này, ai để đây nè. Và đốt thuốc, đốt nhang rất là nhiều tại cái khu vực đây.
Hứa sẽ đi một vòng nha, một vòng cái phòng dưới này. Mọi người hãy quan sát kỹ giùm em, quan sát kỹ giùm em nha, coi thử mình có thấy cái những cái dấu hiệu gì không. Trời bỗng dưng là sập tối luôn đó. Em sẽ đi vòng hết một cái một lần nữa cái khu bên dưới của nơi này. Mọi người hãy xem kỹ giùm em nha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng cửa sổ vào luôn, không có đi đường kia nữa. Trời bỗng dưng là sập tối luôn nè. Cái phòng này thì tối thui tối om luôn. Để em lấy cái đèn pin em bật xem. Ồ. Cái gì vậy ta? Sau đây có những dấu hiệu lạ lạ ta. Những cái phần này là cái phần gì nè? Ủa? Có những cái đồi lạ lạ ta. Cảm giác cái đầu hơi bị nặng. Này là phần cái kiểu là giống như là cái giếng trời vậy đó. Phần này là cái phần nhóm lửa. Mọi người xem nha, em đút máy vô nè. Không biết có gì bên trong không? Thì rất là nhỏ cho nên mình không có vào được, mình chỉ đưa được cái máy vào bên trong. Rất là kỳ quái, vẫn thắc mắc cái vấn đề về vàng tiền mã này. Hồi nãy thì mình đi vào bằng cái cửa sổ này mọi người, bây giờ thì mình sẽ đi ra bằng cổng chính. Bây giờ mới thấy ánh nắng này mọi người. Thì em sẽ quay cái hướng này cho mọi người xem. Tựa tựa giống như là căn, cái kiểu một cái mô hình giống như là căn biệt thự, mà người ta nói là căn biệt thự Mai trên đèo Brent đó mọi người. Đó, chú ha. Một kiểu cách từ từ đó. Con gì mới bò ra. Đến với những nơi mà cây cỏ như thế này rất là nguy cơ, rất là nhiều rắn á mọi người. Thì một cái kiểu cách, một cái mô hình xây rất là giống với căn biệt thự trên đèo Brent mà được mọi người rất đến nhắc đến rất là nhiều. Chắc hẳn rất là nhiều mọi người biết về căn đó. Cô chú này mà cái thường quan tâm về xem những câu chuyện tâm linh đó, thì cái đèo Brent, một căn biệt thự đó phải nói là một tâm linh rất là lớn tại thành phố Đà Lạt. Khi mà mọi người tới đều là chú ý hay là đi ngang qua, mọi người đều là nhìn, bởi vì là câu chuyện tâm linh trên bên đó rất là ấn tượng.
rất là linh luôn, cho nên hầu như ai đi qua cũng đều là nhìn hoặc là ghé vào bên trong để mà chụp hình chụp ảnh. Thì nơi những căn biệt thự tại Hồ Tuyền Lâm, mặc dù là xây chưa có xong, mình không biết là nguyên nhân như thế nào, hay là nhà đầu tư hay là chủ nhà người ta cái dự định là không ở đây, là kiểu là như thế nào mà người mà tạm ngưng giữa chừng. Và nơi đây cũng được nhiều người đến để mà chia sẻ là những căn biệt thự tâm linh tại Hồ Tuyền Lâm rất là nhiều luôn. Và hôm nay là Quý cũng đã có mặt đến mà để ghi hình, để mà chia sẻ và tìm hiểu và khám phá những căn biệt thự đó, những căn biệt thự mà người ta đều là cũng rất là nhắc đến rất là nhiều. Khi mà khách du lịch tới Hồ Tuyền Lâm thì người ta cũng rất là chú ý về những căn biệt thự bỏ hoang như thế này. Thì có lẽ video cũng khá là dài mọi người, Quý sẽ tạm ngưng video tại đây. Vừa rồi thì mọi người cùng em cũng đã đi hết cái căn biệt thự bỏ hoang trên đèo Quý xin lỗi, trên Hồ Tuyền Lâm. Thì còn rất là nhiều những căn giống nhau, thì họ Quý sẽ làm video sau cho mọi người theo dõi. Thì rất là ấn tượng khi mà vào bên trong căn biệt thự đầu tiên để gặp khá là chuyện tâm linh đó mọi người. Bỗng nhiên rất là nhiều vàng mã và rất là nhiều muỗi cắn, vàng mã đâu mà có sẵn bên trong. Và những cái kiểu là ai vào bên, có người bên trong để mà đốt nhang, mình không biết bên trong cái căn này nó có chuyện tâm linh gì không, hay là có cái vụ án gì không, mình thì mình cũng không có rõ. Tại vì là nơi đây khách du lịch nhiều, mình hỏi thăm thì mọi người cũng không có biết. Mình chỉ đi vào bên trong, mình khám phá bên trong, mình coi thì nó có những gì thôi. Và rất là bất ngờ khi mà bên trong nó có vàng mã rất là nhiều ha mọi người ha. Nếu mà đặt vào vấn đề tâm linh đó, thì Quý cũng có hơi tin một chút, bởi vì là vào bên trong cảm giác cho con người Quý rất là nặng. Mình cũng nghĩ được cũng như là cũng thêm là cũng có một cái phần nào đó về vấn đề tâm linh, chắc chắn phải có. Và bây giờ thì Quý xin kết thúc video tại đây, cũng như là cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Thì cô chú nào xem á, chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ em nha mọi người. Và cùng em mình còn rất là nhiều hành trình khám phá và trải nghiệm những điều thú vị tại thành phố Đà Lạt. Quý sẽ kính chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe nha. Bây giờ Quý xin tạm ngưng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Chào tất cả mọi người.